Chào mừng các em đã đến với tiết tiếp theo của bài 3 Nguồn gốc loài người. Nếu như ở tiết trước, các bạn chúng ta đã tìm hiểu về sự tiến hóa của con người. Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ. Trải qua hàng triệu năm thì loài vượn cổ đã trở thành người tối cổ. Và nhờ vào sự lao động thì người tối cổ đã tiến hóa thêm một bậc cao hơn nữa, đó là người tinh khôn. Và tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ củng cố thêm những kiến thức mà các bạn đã được học ở bài Nguồn gốc loài người tiết trước nhé. Rồi, cũng mời các bạn chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó chính là các bạn sẽ cùng đọc với cô những câu hỏi trắc nghiệm, và sau đó các bạn sẽ khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại kiến thức của tuần trước nhé. Câu hỏi số 1: vượn người xuất hiện vào khoảng thời gian nào? A. Khoảng từ 6 triệu năm đến 5 triệu năm cách ngày nay. B. Khoảng từ 5 triệu năm đến 4 triệu năm cách ngày nay. C. Khoảng từ 4 triệu năm đến 3 triệu năm cách ngày nay. D. Khoảng từ 3 triệu năm đến 2 triệu năm cách ngày nay. Bạn nào đã có câu trả lời của mình nào? Câu trả lời của cô chính là A. Vượn người xuất hiện vào khoảng từ 6 triệu năm đến 5 triệu năm cách ngày nay. Câu hỏi số 2: người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu? A. Châu Á. B. Châu Âu. C. Châu Phi. D. Châu Mỹ. Các bạn chúng ta hãy cùng suy nghĩ và trả lời nhé, bởi vì đây đều là những kiến thức mà các bạn đã được học ở tuần trước rồi. Người tối cổ xuất hiện sớm nhất là ở Châu Phi. Đáp án của cô là C. Câu hỏi thứ 3: người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? A. Khoảng 1 triệu năm trước. B. Khoảng 500.000 năm trước. C. Khoảng 150.000 năm trước. Và D. Khoảng 50.000 năm trước. Câu trả lời của các bạn chính là chính xác C. Đó là người tinh khôn xuất hiện vào khoảng 150.000 năm về trước. À, vậy thì chúng ta đã ôn được 3 câu rồi. Các bạn chúng ta đã có câu trả lời chính xác hết 3 câu hay không? Nếu như bạn nào mà có câu trả lời đầy đủ hết, chính xác hết thì cô có lời khen ngợi các bạn ha. Còn bạn nào mà chưa có chính xác thì các bạn chúng ta hãy cùng cố gắng. Câu hỏi số 4: người đứng thẳng thuộc nhóm nào dưới đây? A. Vượn cổ. B. Người tối cổ. C. Người tinh khôn. D. Người thông minh. Câu trả lời của các bạn chính là B. Người tối cổ, đúng không nào? À, người đứng thẳng. Còn được người đứng thẳng thuộc nhóm đó là người tối cổ nha các bạn. Câu hỏi số 5: con số 1450 cm khối là thể tích não của loài người nào? A. Người tối cổ. B. Người đứng thẳng. C. Người tinh khôn. D. Người lùn. Nếu như các bạn chúng ta đã nắm những kiến thức ở tuần trước thì các bạn chúng ta sẽ nhớ đó là thể tích não của người tinh khôn là 1450 cm khối. Chính vì vậy thì người tinh khôn thông minh hơn so với người tối cổ. Họ biết sử dụng bàn tay uyển chuyển, khéo léo, linh hoạt để mà cầm nắm công cụ lao động. Đồng thời người tinh khôn còn biết sử dụng các kỹ thuật để mà chế tác ra đá, như kỹ thuật ghè đẽo, kỹ thuật mài
thì những kiến thức trước thì chúng ta sẽ được tìm hiểu qua bài số 4 ha. Các bạn chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài số 4 về những kỹ thuật chế tác đá của người người Tinh Khôn. Như vậy thì chúng ta đã có câu trả lời của các bạn rồi đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng điền từ với cô nha. À, như vậy chỗ trống đầu tiên đó là khoảng 150.000 năm về trước, người Tinh Khôn còn được gọi là người hiện đại đã xuất hiện. Người Tinh Khôn có bộ não lớn hơn người tối cổ và cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay. Sự xuất hiện của người Tinh Khôn đánh dấu quá trình chuyển biến từ vượn người thành người đã hình thành. À, như vậy thì các bạn chúng ta đã có câu trả lời rất là đầy đủ và rất là chính xác. Tiếp theo, bài tập tiếp theo của cô, em hãy so sánh sự khác nhau giữa người tối cổ và người Tinh Khôn để làm rõ quá trình tiến hóa của loài người theo bảng sau. Đây là những kiến thức mà các bạn chúng ta đã được tìm hiểu ở tiết của tuần trước. Bây giờ chúng ta cùng ôn tập lại với cô về đặc điểm của người tối cổ và người Tinh Khôn. Trong bảng này thì cô muốn các bạn so sánh về thời gian xuất hiện, về cấu tạo cơ thể của hai loại người này. Thứ nhất, về người tối cổ, các bạn chúng ta cùng trả lời với cô thời gian xuất hiện vào khoảng 4 triệu năm trước. Còn đối với người Tinh Khôn thì thời gian xuất hiện rơi vào khoảng 150.000 năm trước. Còn về cấu tạo hình dáng và thể tích não, các bạn chúng ta lật lại những kiến thức cũ. Về người tối cổ thì thể tích não chiếm từ 850 cho đến 1.100 cm khối về dáng người đứng thẳng. Còn người Tinh Khôn thì thể tích não đã to hơn so với người tối cổ khoảng 1.450 cm khối và cấu tạo cơ thể của người Tinh Khôn thì cơ bản giống người ngày nay. Và do người tối cổ được tiến hóa từ loài vượn cổ cho nên lúc bấy giờ thì cơ thể của người tối cổ vẫn được bao phủ bởi một lớp lông mỏng. Còn người Tinh Khôn thì do cấu tạo cơ thể gần giống với người ngày nay, cho nên là bộ lông đã gần như được biến mất. Sau đây, các bạn chúng ta sẽ đến với một bài tập rất quan trọng trong môn lịch sử, đó là bài cách tính thời gian trong lịch sử. Đây là nội dung mà cô đã cho các bạn chúng ta làm ở nhà rồi. Bây giờ cô sẽ sửa lại cho các bạn những bài tập. Các bạn chúng ta quan sát và xem nội dung của mình làm đã chính xác hay chưa nhé. Câu hỏi như sau. Em hãy xác định từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ bên dưới đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu thập kỷ. Đầu tiên, các bạn cùng quan sát sơ đồ thời gian một số cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc. Năm 40, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm 248, khởi nghĩa Bà Triệu. Năm 542, khởi nghĩa Ly Bí. Năm 938, chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Đầu tiên, cô sẽ sửa thật kỹ sự kiện
năm 40. Và sau đó, những sự kiện tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ cùng làm theo cách sửa bài của cô nhé. Tính từ năm 40 đến năm 2021 là 1981 năm, hơn 198 thập kỷ, hơn 19 thế kỷ. Tại sao chúng ta có đáp án là năm 1981? Đó là các bạn chúng ta sẽ lấy năm 2021 trừ năm 40 sẽ ra 1981 năm. Ở bài 2, chúng ta đã được tìm hiểu một thập kỷ là 10 năm, một thế kỷ là 100 năm. Chính vì vậy, đổi từ năm ra thập kỷ thì các bạn chúng ta sẽ chia cho 10 để ra được con số là hơn 198 thập kỷ. Và chúng ta sẽ chia 100 để sẽ đổi từ năm ra thế kỷ là được 19 thế kỷ. Tiếp tục, cuộc khởi nghĩa và triệu năm 248, chúng ta sẽ lấy năm 2021 trừ năm 248 sẽ ra 1773 năm. Từ năm đổi ra thập kỷ, các bạn sẽ chia cho 10. Và từ năm đổi ra thế kỷ, các bạn sẽ chia 100. Cho nên là năm 1773 năm sẽ có là hơn 177 thập kỷ và hơn 17 thế kỷ. Tương tự như vậy, sự kiện năm 542 đến năm 2021 là 1479 năm. Từ năm các bạn đổi ra thập kỷ, các bạn sẽ chia cho 10. Đáp án là hơn 147 thập kỷ. Và từ năm đổi ra thế kỷ, chia 100 là sẽ ra hơn 14 thế kỷ. Và sự kiện cuối cùng, tính từ năm 938 đến năm 2021 là 1083 năm. Chúng ta cũng sẽ lấy 1083 chia cho 10 để ra được thập kỷ là hơn 108 thập kỷ, và chia 100 để có đáp án là hơn 10 thế kỷ. Như vậy thì bài số 1, cô cho các bạn chúng ta xem đáp án và cô đã trình bày về cách giải. Các bạn chúng ta sẽ thấy là tất cả những sự kiện này đều có chung, đó là đều là những năm công nguyên. Vậy thì đối với những năm công nguyên, các bạn chúng ta sẽ lấy năm hiện tại trừ đi năm sự kiện mà đề bài yêu cầu, sẽ cho ra được từ thời điểm xảy ra các sự kiện cho đến năm hiện tại là bao nhiêu năm. Vậy thì đối với những năm trước công nguyên thì như thế nào? Chúng ta sẽ đến với dạng thứ hai của bài cách tính thời gian. Nếu như dạng 1, các bạn đã được làm quen với lại những năm công nguyên, thì đối với những năm trước công nguyên, chúng ta sẽ tính như thế nào? Mà các bạn chúng ta cùng quan sát sơ đồ thời gian. Có 2 năm trước công nguyên mà các bạn chúng ta cần tìm hiểu, đó là năm 179 trước công nguyên và năm 111 trước công nguyên. Tính từ năm 179 trước công nguyên đến năm 2021 là 2200 năm, 220 thập kỷ, 22 thế kỷ. Làm sao chúng ta có được con số này? Chúng ta sẽ lấy năm hiện tại là năm 2021 cộng với năm 179 sẽ cho ra 2200 năm. Và từ năm đổi ra thập kỷ thì các bạn sẽ chia cho 10. Và từ năm đổi ra thế kỷ thì các bạn sẽ chia cho 100. Tiếp tục, tính từ năm 111 trước công nguyên đến năm 2021 là 2132 năm, hơn 213 thập kỷ và hơn 21 thế kỷ. Và có một năm đặc biệt, đó là năm công nguyên. Tính từ năm 1 đến năm 2021 là
2021 năm, hơn 202 thập kỷ, hơn 20 thế kỷ. Như vậy, cô đã cho các bạn làm hai dạng bài tập trong phần cách tính thời gian của môn lịch sử. Thì sau khi làm xong hai bài tập này, các bạn chúng ta đã có đúc kết cho mình một cách ghi nhớ về tính thời gian như thế nào chưa? Đây là hai câu ghi nhớ rất là ngắn gọn. Muốn biết từ năm trước công nguyên cách hiện tại là bao nhiêu năm thì làm phép cộng. Muốn biết từ năm công nguyên cách hiện tại là bao nhiêu năm làm phép trừ. Đây chính là nội dung mà các bạn cần ghi nhớ khi chúng ta thực hành bài cách tính thời gian trong lịch sử. Cô chúc các em sẽ học tốt và giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Cô chào các em.